khu đất vàng đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh Hồ Tây bất ngờ xuất hiện loạt hàng rào mới với bảng hiệu Tân Hoàng Minh Group, Ngọc Linh. Trên tờ Người đưa tin nêu, xung quanh khu đất 161 Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, đối diện khách sạn Thắng Lợi đã xuất hiện loạt hàng rào mới, ghi tên Tân Hoàng Minh, Ngọc Linh sau khi đắp chiếu trong nhiều năm. Khu đất được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa ở thủ đô nằm cạnh Hồ Tây, cách không xa trung tâm Hà Nội và gần các khách sạn nổi tiếng như Intercontinental, Hà Nội, Westlake, khách sạn Thắng Lợi, Sheraton. Phía bắc khu đất giáp dự án Sanrio, Hello, Kitty, Vua, Hà Nội, phía đông và phía tây nằm tiếp giáp mặt đường Yên Phụ và Nghi Tàm. Tại khu đất rộng 0,38 ha nói trên hiện có tường rào mới có tên Tân Hoàng Minh, Ngọc Linh và chưa có bảng công bố thông tin dự án. Được biết, tại danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ, khu đất này được bố trí cho dự án xây dựng khu cây xanh, kết hợp sân thể thao và công trình dịch vụ công cộng có tính chất kinh doanh do công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh làm chủ đầu tư. Trước đó, năm 2007, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định cho phép công ty Ngọc Linh sử dụng 3.931 m² đất tại số 161 Yên Phụ để thực hiện dự án. Đến tháng 3 năm 2013, thành phố Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án. Sau điều chỉnh năm 2013, 1.530 m² của lô đất ban đầu nằm ngoài chỉ giới đường đỏ của khu đất được dùng để trồng cây xanh, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ công cộng có tính chất kinh doanh. Khu đất có thời hạn sử dụng 50 năm và có thu phí và không được xây nhà ở để bán hay cho thuê. Hiện khu đất vẫn có bảo vệ trông coi. Tại khu đất mới quay biển Tân Hoàng Minh, Ngọc Linh cũng là một dự án công viên với diện tích 0,61 ha đã được Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phê duyệt triển khai dự án với chức năng là đất công cộng đô thị, vui chơi giải trí trong nhà. Tuy nhiên, tính đến đầu 2022, dự án công viên này vẫn nằm im kề từ khi được phê duyệt, chưa có hạng mục nào được triển khai ngoài tường rào quanh dự án.